Rồi, cho bạn thì như là cái từ đề video ha, thì trong clip này mình sẽ trên tay cho bạn xem một cái chiếc bàn trải điện rất là thú vị đến từ thương hiệu Mi e Bao. Đó là cái mẫu B Slim i 4 Thì đây là một trong những chiếc bàn chảy điện mà có kích thước mỏng nhẹ nhất thế giới tính hiện tại luôn. Thì uh, hiện tại giá bán của cái bàn chảy này á thì nó là 690. Nhưng mà cái thời điểm mình làm á là nó chưa giảm giá nha. Nhưng mà sau khi bạn coi clip này rồi á, thì qua tới ngày 27 tháng 8 á, thì sẽ có một cái đợt livestream đặc biệt ha thì nó sẽ giảm giá cho còn là 350 ngàn thôi một cái mức giá bán rất là dễ chịu hoa và rất là dễ tiếp cận thì để xem coi là cái bàn chải này nó sẽ có đặc biệt thì mình thấy là về cái đóng hộp rất là cơ bản nhưng mà nhìn cũng rất đẹp ha mình sẽ có cái hình minh họa cho cái bàn chải ở đây và nó sẽ có nhiều cái màu sắc để tự lựa chọn tên mã là i 4 ci 900 ha đây travel case sẽ có hộp đi kèm theo luôn và đây là một sản phẩm chính hãng được phân phối bởi hàng đạn HD accessory rồi ok đó là về cái hợp đựng ha còn phụ kiện kèm theo là gì? Thì uh, ngoài cái hộp đựng bằng chảy ra thì bạn sẽ có Đầu tiên là một cái phần đế giữa bằng chải như thế này Bằng gốm nha, cầm đầm tay lắm chắc nữa Thứ hai sẽ là thêm một cái bằng chảy Một cái đầu bằng chải phụ nữa như thế này để bạn thay thế Và cuối cùng sẽ là một cái sợi cáp để bạn sạc cho cái bằng chải Thì đó tất cả những cái phụ kiện kèm theo Và đây là như chính bằng nha, đó, một cái hộp màu vàng rất là đẹp Ở đây như thế này, ở đây sẽ có mặt sau logo là Uh, mi-pao đó mình sẽ lấy ra như thế này đây để là xong hết thì ha mình sẽ nói chi tiết hơn cho bạn coi luôn cho bạn xem coi là các thao tác mình gắn như thế nào nha này gắn như thế này xong ha à, mình sẽ có một cái bàn chai điện hoàn chỉnh thì cái mẫu Y4 này á nó là cái bản nâng cấp từ cái mẫu Y4 Plus mình đã có mua và mình xài một thời gian rồi ha nó đây nó đặt cạnh luôn để cho bạn coi coi là cái điểm khác biệt như thế nào thì điểm khác biệt đầu tiên đó là về cái phần màu sắc thì nếu như trên phiên bản trước á, nó chỉ có duy nhất đó là một cái màu trắng thôi phải đi kèm theo sẽ là những cái vùng nhựa màu để bạn phân biệt á thì bây giờ trên cái bản mới này hãng đã có thêm nhiều những cái tiêu chọn màu sắc hơn cho cái phần thân của bàn chải khác thứ hai đó là về cái phần hộp đựng và cái phần thân bàn chải ở đây như thế này thì nó vẫn là nhựa đó nhưng mà nó sẽ được hoàn thiện dạng một cái lớp uh, gọi là sần các bạn ha r rất là mềm rất là êm trong khi phiên bản trước á, thì cái phần nhựa này á nó là nhựa bóng ha thì cái việc mà nó xài một cái chất liệu mà nhựa phủ mềm và sần như thế này á, thì khi người ta bạn ướt á, phần cầm nó sẽ rất là chắc tay ha, không bị trơn trượt và điểm thứ ba đó là năm nay Bao họ sẽ trang bị thêm đó là một cái phụ kiện chính là cái phần đế bằng chất liệu gốm như thế này à, bằng gốm đặt nha cầm rất nặng tay thì cái việc mà có một cái phần đế gốm này á, thì khi mà bạn đặt ở trong nhà tắm đây như thế này đó thì nó sẽ giữ cố định và bạn dễ dàng bạn làm khô nó nhanh hơn còn phiên bản trước thì không có phần đế này ha nhưng mà mình vẫn có thể mình tận dụng được như thế này đó mình việc gác lên như vậy thì nước nó sẽ chảy xuống và nó sẽ thấm vào cái phần đế như vậy thì nó sẽ bằng chảy nó nhanh khô rất là nhiều và điểm khác biệt cuối cùng cũng là cái điểm mình thấy là nó cải thiện rõ ràng nhất trên phiên bản mới này nếu mà so lại thế trước đó, đó là về cái phần nút bấm bật tắt nguồn nè cũng như là bạn chuyển qua lại các chế độ á thì nó được thiết kế nó đã dễ bấm hơn rất là nhiều đặc biệt là cái phần đèn led thông báo đây là mình thử mình nhấn nè đó thì nó sẽ sáng lên như thế này đó sáng lên trong khi á ở phiên bản trước á, mình thấy là ràng á là nút bấm á nó sẽ được làm trùng với màu nôm ra là nhìn nó sẽ không có được nổi bật lắm và mình thấy là nút bấm này á thì đồ này nó có đó nhưng mà bấm á nó sẽ không có êm và nó sẽ không có mềm như là cái uh, phiên bản mới đặc biệt đó là cái đèn nền trên phiên bản cũ á nó rất là tối ha nó không có sáng và nó bị chì vào phần thân nôm ra là bạn sẽ rất là khó thấy cũng như là không biết là pin nó còn hay không hay là mình đang xài ở cái chế độ nào còn trên bản mới này thì hãng đã lắng nghe người dùng và cải thiện nó mình đánh giá cao về cái yếu tố này thì đó là tất cả những cái điểm khác biệt và nâng cấp trên phiên bản i4 này còn lại thì nó vẫn sẽ tương tự như là thế hệ trước thôi bạn phải sẽ có là một cái hộp đựng để bạn cất gọn gàng cái phần đầu bạn chải nè cũng như là cái phần thân ở bên trong để mình bảo quản thuận tiện hơn cũng như là khi bạn có mang theo mình đi chơi đi du lịch ha kích thước thì nó cũng sẽ như là thế này trước thôi nó có chiều dài á, là nó khoảng 19 cm và cái đường kính của nó sẽ là khoảng 1,4 cm và trọng lượng nó rất là nhẹ ha nó chỉ khoảng là 50g thôi thì nếu mà so với lại những cái bàn chạy điện thông thường thì bạn thấy á, nó gọn hơn rất là nhiều ha và khi mình cầm nắm á, nó cũng xài thoải mái hơn đặc biệt là trẻ em đó và cái bàn chải này á, thì nó cũng là hoàn thiện á, là đạt chuẩn chống nước là IPX7 nè và cái công suất của nó mang lại á, nó cho mức độ rung á, lên tới là 20.000 vòng trên một phút cùng với đó là nó sẽ có một cái chế độ thông minh khi mà bạn chạy từng khu vực á, thì cứ mỗi khoảng là 25 giây cái bàn chải này nó sẽ ngắt nhanh và nó sẽ rung lại để nhắc cho bạn biết là bạn nên thay đổi cái bề mặt đánh răng để mình bảo vệ nú nó toàn diện hơn và sạch sẽ nó đều hơn ở mọi góc ngách trong cái khoang miệng của bạn ha thì sau 2 phút á bàn chải nó sẽ tự động nó ngắt ngắt nguồn để mà thiết lập thời gian đánh răng nó sẽ khoa học hơn thì bàn chải này nó cũng sẽ có tất cả là ba chế độ hoa, thông qua cái màu sắc của cái đèn led khi bạn bật lên như thế này đó thì cái màu xanh lá nó sẽ là chế độ nhạy cảm dành cho những ai mà có cái phần nướu nhạy cảm hoặc là sau khi bạn cái ké kép chỉnh nha khoa xong thứ hai đó là chế độ màu xanh ngọc Đấy, đó là chế độ làm sạch ha thì với cái chế độ này á, thì nó sẽ làm sạch sâu gọi là giúp gọi là cạo vô răng nè cũng như làm trắng nó sẽ hiệu quả hơn cuối cùng đó là chế độ gọi là hai cái đèn xanh lá và xanh dương nó chồng lên nhau á, đó là chế độ làm trắng thì nó sẽ giúp gọi là giảm cái hiện tượng răng bị ố vàng đi vì đó là ba cái chế độ bằng ha còn đối với phần đầu bằng chải thì nó cũng sẽ tương tự như là thay trước rồi ha mình sẽ đặt cảnh bằng coi là đó thì nó sẽ có thiết kế cái đầu lông bằng chải á, là đút bo là được bo viền tròn giúp cho giảm cái sự tổn thương khi mà dành cho những ai mà có phần nướu nhạy cảm cũng như là cái phần đầu lông á nó sẽ giúp cho cái việc làm sạch sâu ở những khe hở của phần răng và cái chất liệu lông này á, thì nó được kháng khuẩn để mà nó chống lại cái sự phát triển của những loại vi khuẩn có hại theo như là hãng công bố còn về pin á, thì cái bàn chải này nó cho phép bạn xài lên tới là 45 ngày sau khi mà sạc đầy theo như là hãng công bố tức là bạn xài hai lần cho một ngày đó và cuối cùng đó là về cái phường nhược điểm thì mình thấy là nó vẫn còn hai cái nhược điểm chính trên cái bàn chải này một là hãng vẫn dùng cái sạc kiểu dạng chân kim ở đây chứ không phải là dạng uh, sạc si và đây là cái sạc cách kèm theo ha. đó nó dùng dạng uh, chân kim thì nó sẽ hơi bất tiện trong vấn đề là bạn sẽ phải luôn mang theo thêm một cọc nữa Thứ hai là hãng Bao họ hiện tại vẫn chỉ có đúng một cái kiểu đầu bàn chải thôi chứ không có đa dạng những cái đầu bàn chải khác nhau. Nếu như mà hãng họ làm thêm nhiều cái đầu bàn chải khác nhau á để phù hợp cho nhiều nhu cầu nữa thì mình nghĩ là nó sẽ tuyệt vời rất là nhiều. Rồi, như vậy tôi có một cái video mình trên tay cho xem nhanh một cái mẫu bàn chải điện mới của nhà bao đó là cái mẫu Bi Slim i4 ha. Thì đây cũng là cái mẫu bàn chải điện mà có cái thước mỏng, gọn, nhẹ nhất thế giới tính hiện tại luôn và cái giá của nó sẽ là 690 000 nhưng mà nhưng mà cái thời điểm mình làm mà nghe nó đang có một chương trình đó là khi mà có live stream á, thì giá của nó chỉ còn là 350 trăm ngàn thôi thì bạn nào quan tâm thì bạn thấy mình click vào cái link mình để mình giúp phụ tả đó bạn coi trên cái phần live stream đó để mình có một cái mức giá bán ưu đãi nhất ha thì bạn cái sau về cái bàn trái này thì bạn chỉ việc comment bên dưới video ok rồi chào bạn